Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món tóp mỡ rán vàng sốt cà chua nhé. Khi thời tiết se se lạnh này ăn rất là ngon luôn. Các bạn chuẩn bị cho mình 500 g mỡ ba chỉ để các bạn thịt ba chỉ nhé. Nó cái phần thịt này nó mỡ nó như thế này ạ. Nửa lạc nửa mỡ các bạn ạ. Đấy. Và bây giờ 500 g thịt ba chỉ để mình sẽ thái ra để mình rán vàng lên nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình hành thơm, hành lá, cà chua để mình làm sốt cà chua nhé. Trước tiên mình sẽ thái cái phần thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì các bạn mua thịt tươi ngon như thế này ạ, máu rất là tươi như thế này nhé. Và mình đã rửa sạch bằng muối để cho cái phần thịt sạch. Thì như rửa thịt này thì hầu như ai cũng biết rồi, thì mình không chia sẻ nữa. Và bây giờ mình sẽ pha cái phần thịt này ra để mình thái ra nhé. Dán lên. Cái phần bì của heo này mình sẽ lọc đi các bạn nhé. Khi mình dán lên hết, nhiều lúc có cái bì này nó làm cho mỡ nó nổ ấy, thì chúng ta hay bị bắn và mặt gây ra bỏng. Các bạn có thể lột bỏ cái phần bì này đi. Mình dùng dao nhé, cái dao các bạn nghiêng và mình lọc bỏ cái phần bì ra nhé. Tương tự cái miếng bì này cũng vậy thôi, mình cũng lọc như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ thái cái phần thịt này ra nhé. Các bạn sẽ thái dày hơn một chút khi thì mình rang nhé, vì thịt này nó còn khá mỡ ấy ạ. Cho luôn vào cái chén. Hành các bạn sẽ đập cho mình củ để mình cho vào nồi tóp mỡ nhé. Còn chỗ hành này thì mình sẽ băm nhỏ ra để mình xôi cà chua lên cho thơm. Đây cà chua các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Quả cà chua to này thì mình sẽ thái cau ra. Các bạn có thể dùng hai quả cà chua chua to này là đủ thôi. Mình hết cà chua to thì mình thêm 4 quả cà chua con nữa. Hành lá các bạn thái ra cho mình nhé. Cho chảo lên bếp và các bạn rán vàng cái phần mỡ này lên nhé. Để cho cái phần mỡ không hôi, các bạn cho mình củ hành thơm vào này.
vài hạt múi hạt thì các bạn sẽ để được mỡ lâu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái mỡ này nó chảy ra nước mỡ hết nhé. Để các bạn khi cái phần mỡ này đấy, vàng ngon như thế này, cái phần tôm mỡ rất là vàng rồi. Bây giờ mình sẽ chắt cái phần mỡ này ra nhé, và mình cũng vớt cái phần tóp ra. Tắt bếp đi, mình sẽ chắt cái phần mỡ ra. Đấy, chỉ cần mà tóm mỡ vàng như thế này rất là ngon luôn, giòn ngon đấy ạ. Đó, mình sốt cà chua lên, hoặc các bạn không thích ăn sốt thì chúng ta có thể ăn luôn như thế này cũng được nhé. Phần tóp này mình cũng cho ra ngoài. Cái chảo dầu này các bạn sẽ cho mình hành vào để mình phi lên nhé. Cái hành thơm rồi các bạn sẽ cho cà chua vào cho mình. Các bạn cho mình nâng bát nước nhé, để mình làm cà chua nó mềm ra. Mình sẽ cho vào đây bột canh 1/2 thìa. Một phần hai thìa hạt lêm nhé. Nấu. Các bạn sẽ đun cho mình 5 phút để cho nó sôi cái phần cà chua này nó mềm ra. Khi mình đã nấu cái phần cà chua được 5 phút rồi các bạn nhé. Đấy, cái phần cà chua này nó đã mềm ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tóp mỡ vào nhé. Đều cái phần tóp mỡ lên. Cho mình một chút nước mắm. Một chút hạt tiêu. Một ít ớt nhé, nếu bạn nào ăn được cay thì chúng ta sẽ cho nhiều, còn đây thì mình cho nó hơi hơi cay cay một chút nhé. Thời tiết se se lạnh ăn cái nước sốt như thế này ạ. Với cơm, với tóp mỡ này là rất là hợp lý luôn. Các bạn sẽ đun cho mình khoảng 5 phút để cho nó ngấm gia vị vào miếng tóp mỡ này. Sau đó thì mình sẽ cho ra bát mà có thể thưởng thức món này rồi. Các bạn nêm nếm cho mình nhé, xem cái phần này đã vừa chưa nhé. Mình nếm như vậy là vừa rồi, mình sẽ cho phần hành lá vào đây nữa. Rồi tắt bếp, các bạn sẽ cho ra đĩa cho mình nhé. Chúng ta dùng đĩa sâu lòng hoặc bát để mình cần lấy cái phần nước sốt này. Đây các bạn, như vậy là thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ, là tóp mỡ sốt cà chua thơm ngon như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món tóp mỡ sốt cà chua thơm ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video của mình. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh với mình ạ, Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.